Xin chào mọi người nhé. Hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách mà bắt nước con chó đấy. Để mà có những cái tỷ lệ đậu thai nhiều nhất nhé. Thời điểm này mát rất là dễ đây. Mọi người thấy cái hoa con chó đây. Khi mà đến cái lúc động được của nó chỉ cần vuốt dọc xuống lưng này, với cả mình chạm vào cái phần hoa của nó ấy, là cái đuôi nó rất là chịu luôn đấy, đây. Con cái nó chịu đứng luôn. Những con cái này thì mình có thể tiến hành phối được nhé. Tuy nhiên thì còn mình phải tùy vào cái độ nhầy với cả cái màu máu nữa mà mình tiến hành mình phối, bởi vì là những cái con chó cái mà nó đã đẻ rồi ấy, thì là nó có cái xu hướng là nó rất là chịu đựng luôn. Ngoài ra ấy, cái chuẩn nhất là như này này, mọi người phải đi bao tay vào cho một ít gel vào hoa nó, sau đó mọi người cho vào hết hai cái đốt, ba ngón đốt ngón tay của mình ấy. Nếu mà cái hoa của nó, cầu tử cung của nó mà co mút lại ấy, đấy thì tức là lúc đấy là nó đã rất là chịu được rồi nhá. Còn cái đuôi ấy nó chỉ là 70-80% thôi nhá. Đấy, còn khi mà mọi người cho tay vào trong mà nó có cái độ mút ấy, đấy, tức là lúc ấy con cái nó đã rất là chịu được luôn rồi. Thì mình mới bắt đầu có thể tiến hành phối. Đấy. Cái mùa này thì nó rất là mát, dễ. Đây. Đây, cái con này mọi người thấy không? Đấy, nó mới được ngày thứ 7, thứ 8 thôi. Thì cái độ chịu của nó không nhiều như kiểu là cái con kia. Con kia là nó ngày thứ 11 rồi đấy. À, chiều nay bọn em bắt đầu tiến hành phối. Đây, mọi người nhìn thấy không? Máu nó vẫn còn rất là đậm nhá. Ngày thứ 6, thứ 7 thì máu nó rất là đậm. Mà mọi người thấy đấy, em động tay vào cái đuôi nó cũng chưa chịu lắm đúng không? Đấy. Nó chưa chịu lắm. Còn con kia thì nó chịu lắm rồi. Chiều nay mình có thể bắt đầu tiến hành phối. À, cái máu nó đã là lờ mờ máu cá rồi nhá. Quan trọng nhất là mọi người, cái đuôi là một này, cái màu máu là hai này, cái cho tay vào trong ấy, mà nó có cái độ mút là ba, đấy là ba cái yếu tố là quan trọng nhất. Đấy. Còn ví dụ như là đấy, cái đuôi này, những cái con này đuôi nó chịu hẳn luôn này. Còn bình thường là những cái con cái nó đã đẻ rồi ấy, thì thường thường kể cả mọi người sa lơ ngày thứ hai, ngày thứ ba nó cũng đã bắt đầu vảnh chịu, vảnh đuôi, vảnh cứng như này rồi mọi người nhá. Thế nên là chuẩn nhất là mọi người phải cho tay vào trong cái hoa của nó. Mọi người nếu mà bình thường cảm thấy rất là ngại thôi, nhưng bọn em thực sự cái nghề này thì bọn em cũng quen rồi, cho tay vào trong hoa của nó cũng không có gì ngại cả, miễn là mình cứ rửa tay sạch sẽ thứ lúc cho vào và lúc cho ra mình cũng rửa sạch là được. Còn nghề rồi làm tí thế thôi nhưng mà được 3 triệu cũng nhanh đúng không mọi người? Đấy, đây được nó lên đây mọi người nhá, nó chịu đứng luôn. Nhưng mà ở trên YouTube ấy nó có nhiều cái cấm, kiểu là nó liên quan đến nhiều thứ nữa, nên là bọn em không bao giờ bọn em dám quay gửi những cái clip lấy giống, phối giống của chó đực lên cho cái lên trên cho mọi người cùng xem. Đấy. Con cái nó đứng im rồi, đực nó vít cái là vào ngay, nhất là những cái con này đẻ rồi hoa nó rất là to, rất là chịu. Đấy. Đực nhà em thì không bao giờ phải thụ tinh nhân tạo mấy, mặc dù nó rất là to đấy. Nhưng mà bên em thì không cho ăn gà, toàn cho ăn bò bao tử, bê bao tử, lợn bao tử, với cả là trứng gà tắc, trứng cút, trứng chim cút tắc. Nên là đực nó rất là khỏe, nó mát. Nên là phối giống các thứ thì nó nhiều yếu tố lắm mọi người nhé. Con cái nó phải chịu con đực, khi con đực nó động vào nó đứng im. Rồi là mình gồm nhiều các cái bước kia thì mình xem máu nó, xem hoa nó. Chứ mình cũng không thể phối theo kiểu là cứ ép con cái được mà phối đâu mọi người nhá. Đa số lắm mà em cũng chơi rất nhiều anh em nuôi cửa đực và nuôi sinh sản. Đa số những cái con mà ép cũng tỷ lệ đậu nó cũng không cao mọi người nhá. Kể cả mình có bắt đúng ngày đi chăng nữa mà ép phối nó con chó cái nó căng thẳng, nó stress nó cũng không đậu thai đâu. Hoặc nó kém mọi người ạ. Lúc nào nó như người thì phải để cho nó có những cái tâm trạng với cả cái sinh lý ổn định nhất, đấy, thoải mái thì nó mới không bị stress. Đây em cũng ra luôn cho tự đực cái nó vờn nhau nhá. Ví dụ như cái bọn Mexico này đực thì nó lặng nên là nó không tự nhảy được mấy thôi, chứ còn ví dụ như Pháp, Bỉ, Séc và những cái con cái á, nó đứng nó phải đuôi chịu như kia thả ra một cái là tự đực nó nhảy lên ngay. Đấy, tỷ lệ đậu thai rất là cao đấy. Đây này, mọi người thấy không? Hai cái để cạnh nhau nó còn cứ vít nhau, nó ôm nhau ấy, chứng tỏ là nó đã rất là chịu đựng rồi. Em là bắt nước cũng không đến nỗi nào lắm đúng không mọi người? Đấy. Cái con này đuôi nó không vảnh, cái nhìn mọi người thấy máu nó đậm lắm, còn con kia máu nó nhạt ngay.
đấy, đây cái nó đã rất là chịu được rồi mọi người nhé. Tí nữa mát trời cái là bọn em tiến hành, bọn em lấy giống thôi, cứ để này nó quen được cái, nó chơi nhau, nó quen nhau thì nó tránh cái trường hợp là con cái nó bị hoảng khi mà con đực cưỡi lên mọi người nhé. Nên là cứ 5 đến 6 ngày mọi người gửi đến em lấy giống nhé. Xin chào mọi người.